Ok. Được. Quen rồi. Hai bạn nha. Ok. Hai bạn. Ngày từng ngày em cứ bước theo người, giờ từng giờ em cứ dõi theo người. Đợi một lần em sẽ bắt anh về, để anh không rời xa. Xin chào mọi người. Hello. Xin chào các khán giả của Người Ấy Là Ai, mình là Cara. Còn mình là Noway. Sau khi phát sóng chương trình đến đây thì cũng đã một khoảng thời gian rồi nhờ, cũng khá là lâu, xong tự nhiên bây giờ quay lại với ekip của Người Ấy Là Ai rồi, cảm giác giống như là ôi chúng mình chuẩn bị đi quay một tập nữa rồi đó, cảm giác vẫn là rất là hồi hộp và nó gợi nhớ cho mình rất là nhiều về buổi quay. Còn cái cảm giác của em thì nó vẫn kiểu bồi hồi với cả bối rối chứ. Run nè, run đi chen cái kiểu đó luôn á. Nên cái lúc mà quay cái chương trình Người Ấy Là Ai thì khá là run. Câu hỏi nhanh. Phần này khách mời sẽ thi xem ai giữ thăng bằng một quyển sách đặt trên đầu giỏi hơn. Trong lúc cả hai tập trung giữ thăng bằng quyển sách trên đầu, chương trình sẽ có các câu hỏi nhanh, khách mời phải trả lời câu hỏi và chơi game. Người thua cuộc bị rớt sách nhiều lần hơn sẽ phải thực hiện yêu cầu của người thắng cuộc. Giữ luôn đi nha. Rồi. Phải khó nha. Rồi. 1% cả hai yêu nhau đến bây giờ là bao nhiêu? 50. Đối phương có phải là một nửa bạn tìm kiếm chưa? Chưa biết. Đang tìm hiểu mà. Không biết đâu. Bạn nghĩ sao về việc nếu một trong hai người bất giác tỏ tình thật sớm với người còn lại? Không nha. Không nên sợ sớm. Tình nào sẽ khiến bạn đổ ngay lập tức? Chưa nghĩ ra, cái này chưa nghĩ ra. Đối ra thì đơn giản thôi. Cứ là anh thương em là anh yêu em là được. Chân thành thôi, nghe đơn giản là được. Ôi trời ơi. Chứ đừng nói kiểu anh sẽ xây nhà mỏng bước rồi là cái thứ nó sợ lắm, đừng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ơi. Một bài hát bạn nghĩ người còn lại sẽ thích nghe ngay lúc này. How you là đã. Hát một bài. Nói chung hai bạn. How you like that. Đây đưa tay lên thế này này. Đi vào chỗ trống. Cara và Noway là một mối quan hệ ... chị em phức tạp. Vậy cho nó thú vị. Nếu cùng nhau như một con thú cưng thì đó sẽ là con gì? Con mèo. Đặt tên gì cho con thú cưng đó? Nếu mà nuôi con mèo thì sẽ đặt tên là Cửa Hó. Con mèo đặt tên là Cửa Hó. Sau phần kết đôi từ chương trình Người Ấy Là Ai, cả hai tìm thấy được niềm vui gì từ điều này? Rất là nhiều mọi người quan tâm, rất là nhiều mọi người yêu thương. Cara cũng nhận được sự yêu thương từ mọi người rất nhiều. Mọi người yêu mến cả Cara và Noway nữa. Và một điều nữa là Cara có thêm một người bạn để mà có thể chia sẻ với mình. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Đừng chơi trò lắc đầu bên phải cái này. Em chơi con tim sao anh trao cho em một cú lừa. Có phải cả hai kết đôi để đi ăn hình ảnh cho nhau hay không? Không ạ. Trời nói dối nè, nói tao bị rớt. Có bởi cái rớt đầu rồi. Đồ chứ thì tao ra tham gia chương trình với mục đích là mình đến để chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của mình. Mình cũng không biết là mình sẽ gặp được ai, mình sẽ kết đôi với ai á, nên là không nghĩ là mình có thể PR được cái gì á. Hiểu không? Kiểu như là mình không biết là mình sau chương trình đó mình sẽ nhận được gì từ khán giả nữa, nên là mình không nghĩ. Cái này nó đến quá là trắng ngợp, không nghĩ là cái hiệu quả này lớn lên như vậy. Thôi còn rất là ngợp sau ngày phát sóng cơ. Em bị san trần tâm lý. San trần tâm lý. Tầm một tuần. Rồi em bị san trần tâm lý một tuần luôn đấy. Cara là người rớt trước tiên, nên là Cara sẽ là người thua. Và Noway được quyền yêu cầu Cara thực hiện một điều gì đó. Ở đó kêu gì đó kêu đi. Ở đó kêu gì đó kêu đi. Kêu gì đó kêu. Thì... đói quá. Rồi ăn gì? Đi ăn có gà. Đây là một bữa đúng không? Một bữa đâu, ăn lên được rồi. Gì? Easy. Ok, chốt. hơn 15 năm trước bởi tiến sĩ Arthur Aron, một giáo sư chuyên ngành thần kinh học ở Đại học Stony Brook. Trong vòng 45 phút, Arthur Aron cho các cặp đôi một bảng câu hỏi và họ sẽ phải trả lời thành thật 36 câu hỏi này. Kết quả mà vị giáo sư thu được đó là cách này thật sự có hiệu quả. Cặp đôi đã yêu và thấu hiểu nhau hơn sau khi trả lời hết các câu hỏi. Vậy, mối quan hệ của cặp đôi Cara và Noway sẽ thế nào sau khi trả lời hết 36 câu hỏi này? Cùng chờ đợi nhé. Nguy hiểm quá vậy, lại không được sao? Tiên bắt trừ câu hỏi. Ok, tụi em sẽ cố gắng hết sức. Câu đầu tiên, nếu bạn có thể lựa chọn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để cùng đi ăn tối? Idol của mình, Britney Spears. Còn em thì là anh Tú, anh quản lý của em. Ủa, bộ khó thì ăn với Tú lắm hả? Phải ướt. Không phải, tại vì đi ăn với anh Tú là anh Tú sẽ trả tiền. Ôi, không kể luôn á. Với công việc hiện tại của Cara thì tất nhiên Cara mong muốn là mình được mọi người biết đến nhiều hơn nữa. Và nếu bằng cách nào thì chắc chắn nó sẽ là bằng những sản phẩm, bằng thực lực của mình. Còn em thì em nghĩ là hiện tại thì nó khá là đủ với em. Trước khi gọi điện thoại, bạn có bao giờ soát lại những gì mình định nói hay không? Tại sao? Cara thì không ạ. Em thì em cũng vậy. Em bắt máy lên là alo. Điểm chung là... Wow. Điều gì tạo nên một ngày hoàn hảo với bạn? Một ngày hoàn hảo đối với em có thể là khi mà vừa mở mắt dậy thì mình cảm thấy được một cảm giác thoải mái và tiếp sau đó mình có một tinh thần rất tốt để có một ngày làm việc. Ok là được. Còn đối với em có một ngày hoàn hảo là buổi sáng này em biết em ăn gì nữa. Anh thường cá cho nó bùng nha. Thôi em lại chẳng thích cá. Hay là mình đi ăn bún cá. Đi hát xa. Em thì chẳng biết buổi sáng làm gì đâu là em thấy cuộc ngày đấy nó hoàn hảo. Câu số 5, lần cuối bạn hát cho chính mình nghe là khi nào? Và lần cuối bạn hát cho ai đó nghe là khi nào? Lần cuối mà tự hát cho mình nghe hả? Không nhớ luôn á. Mình thì mới là vừa tắm xong. Câu số 6. Nếu bạn được sống đến 90 tuổi và có thể giữ được hoặc là cơ thể hoặc trí óc của một người 30, bạn sẽ chọn cái nào? Cara sẽ chọn là cơ thể. Em thì cũng có cái suy nghĩ đúng Cara là cái sức khỏe. Sức khỏe là cái quan trọng nhất. Câu số 7. Bạn có linh cảm bí mật nào về cách mà bạn sẽ qua đời hay không? Chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng có linh cảm. Em thì cũng nghĩ là nếu mà bởi vì cái bí mật thì sẽ là tuổi già. Gọi tên 3 thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Lầy, xinh, hai đứa mình xinh. Đó đều xinh, không quan tâm đến hình ảnh cá nhân nhiều. Ba cái. Điều gì trong cuộc đời này khiến bạn cảm thấy biết ơn nhất? Đó là tình cảm của mọi người. Đối với mình cũng là cái tình cảm của, thứ nhất là gia đình, thứ hai nữa là tất cả các bạn fan đã dành cho mình. Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách mà bạn được nuôi dạy, đó sẽ là điều gì? Cara không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả. Mình không muốn thay đổi. Trong vòng 4 phút, hãy kể lại câu chuyện đời mình với đối phương với càng nhiều chi tiết càng tốt. Càng tốt. Khó quá. Nếu bạn thức dậy vào sáng mai và có thể chọn một phẩm chất hoặc khả năng nào mà bạn muốn, đó sẽ là gì? Em đi. Em nghĩ là em muốn là em mắc mà hơn. Chứ tại em thấy con người em nhạt nhẽo quá. Cái này không biết không mặc bao nhiêu cho đủ nữa luôn. Ông có thấy được là rất nhiều người thích những cái livestream của mình ra để mà làm những cái rất là tấu hài không? Ai cũng hay là hai đứa mình tấu hài đó, mình đừng muốn mặc lép luôn rồi đó. Thay đổi rồi, mình cứ đi. Rồi mình thấy là trời mặc càng tốt. Em không muốn bị mặc nha mọi người nha. Em muốn được sự duyên dáng cho mọi người yêu mến của em nhiều hơn. Nếu một quả cầu thủy tinh có thể nói cho bạn biết sự thật về bản thân bạn, về cuộc đời, về tương lai hay bất cứ điều gì khác, bạn sẽ muốn biết điều gì? Em sẽ không xem gì cả, không muốn biết tương lai như thế nào. Mình cũng sẽ không xem tại vì mình thấp theo tự nhiên, cứ sống hết mình ngày hôm nay thôi là được. Có điều gì mà bạn đã ước mơ được làm từ rất lâu rồi không? Tại sao bạn chưa làm nó? Muốn là mình muốn chăm sóc ba mẹ nhiều hơn, mình muốn lo cho gia đình nhiều hơn, mình muốn mình là người đứng ra để chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Ước mơ của mình thì khá là đơn giản thôi, là mình muốn nói với là mẹ là rất là yêu mẹ, bởi vì lời này nó rất là khó nói, chưa bao giờ mà dám đứng trước mặt để nói với mẹ là con yêu mẹ này. Thành công lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Chưa, thành công lớn nhất trong cuộc đời em thì hiện tại em nghĩ là chưa có. Cái mình giỏi nhất, mình hài lòng nhất với bản thân mình ở thời điểm hiện tại đó là mình tự lập được, không để ba mẹ phải lo. Bạn trân trọng điều gì nhất trong một tình bạn? Sự chân thành. Ôi, bây giờ người ta cũng nói luôn đấy. Wow. Kỷ niệm nào mà bạn trân trọng nhất? Đối với mình thì kỷ niệm mình trân trọng nhất là những cái gọi là cái buổi đi chơi ngày xưa với cả bố, với cả mẹ. Còn đối với Cara thì chắc có lẽ là đó là khoảng thời gian mà mình được ở cùng bố mẹ. Kỷ niệm nào khủng khiếp nhất với bạn? Cái kỷ niệm mà khủng khiếp nhất với mình cũng là cái ngày nào mà mình mất. người dãy đang thẳng là đang đi lên, xong rồi dãy ngang dãy dọc với các loại dãy luôn. Còn đối với Cara thì chắc là ngày bà mình mất. Bà mất luôn à? Ừ. Oh. Tự nhiên nhắc đến bà. Nếu bạn biết rằng trong một năm bạn có thể chép bức hình lình, bạn có thay đổi bất cứ điều gì về các bạn đang sống hay không? Tại sao? Nghĩ là không. Vì hiện tại mình cảm thấy là mình đang làm nó vẫn rất là đúng rồi. Mình đang đi đúng hướng. Mình đang đi đúng hướng. Còn với Cara thì nếu được thì Cara sẽ chọn là mình bây giờ mình đã yêu thương mọi người rồi, nhưng nếu mình biết là mình còn khoảng thời gian ngắn nữa để sống thôi thì mình chắc chắn sẽ dành hết tất cả những gì mình đang có cho những người mình yêu thương. Tình bạn có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Rất quan trọng. Đối với Cara cũng rất là quan trọng. Tình yêu và cảm xúc đóng vai trò như thế nào tới cuộc sống của bạn? Đối với mình thì nghĩa là tình yêu đóng một vai trò không thể thiếu được trong gọi là cuộc sống của mình. Còn đối với Cara, tình cảm rất là quan trọng. Nó giống như là chất xúc tác. Nếu mà mình sống mà mình không tình cảm thì mình không tưởng tượng được ngày của mình sẽ như thế nào. Hai người hãy chia sẻ 5 điều mà mỗi người cho là đặc điểm tích cực nhất của đối phương. Xinh, lành, nhiều năng lượng, dễ thương, đúng rồi, luôn luôn tạo niềm vui cho mọi người. Còn đối với Cara thì 5 điểm tích cực của Noway ok là xinh nè, lại xinh, kiểu không nhìn sáng sủa, nhìn ưng con mắt á, cũng lại tính. Lúc mà mình nói chuyện với nhau nhiều hơn ấy, mình nhận ra một điều là Noway là người sống rất tình cảm, giỏi, chăm chỉ lắm, thật sự là chăm chỉ. Gia đình bạn có gần gũi và thân thiết với nhau không? Bạn nghĩ là tuổi thơ của mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người hay chưa? Đối với Cara thì các thành viên trong gia đình không gần gũi nhau, không hề gần gũi nhau với mọi người, mặc dù là quan tâm, yêu thương nhau lắm nhưng mà không bao giờ thể hiện ra. Thậm chí Cara còn không nhớ được là mình đã ôm ba ôm mẹ được bao nhiêu lần luôn, nhưng được cái là vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của nhau hết. Và còn nếu xét về tuổi thơ của mình thì mình hoàn toàn cảm thấy mình đầy đủ. Còn đối với mình thì gia đình mình thì luôn luôn là gần gũi với nhau, tất cả mọi người đều rất là yêu thương nhau, kể cả họ hàng hay là anh chị em rất là đầy đủ bọc. Đó thì mình nghĩ là cuộc sống mình khá là đầy đủ mà không thiếu một thứ gì cả. Bạn thấy thế nào về mối quan hệ với mẹ của mình? Mình nói chuyện với cả bố nhiều hơn, còn với mẹ thì khá là khắc khẩu. Mà hai mẹ con chỉ nói chuyện với nhau được khoảng tầm 1-2 câu thôi là chắc chắn là mẹ sẽ mắng. Thế mẹ rất hay mắng Noway trên comment luôn á. Sau mình thì bị cái tính là ngang bướng hay cãi lại, thế là hai mẹ con là chỉ nói được 2-3 câu là lại cãi nhau. Xong rồi đến khi mà vào trong Sài Gòn bắt đầu là mới cảm giác là nhớ mẹ hơn. Còn đối với Cara thì từ bé đến bây giờ luôn, mẹ là người ít thể hiện tình cảm. Mình luôn mặc định trong đầu là ba yêu thương mình nhiều hơn luôn á. Vì mẹ ít thể hiện lắm, mẹ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong nhà. Tất cả mọi thứ mẹ đều rất là quyết đoán. Cái tính của Cara cũng bị lay ở mẹ rất là nhiều. Hãy nói ra 3 suy nghĩ của mỗi người và bắt đầu bằng chúng tôi. Chúng tôi hôm nay đến đây rất là vui vì được ngồi cùng nhau để chia sẻ những cái điều rất ít khi được nói ra, rất ít khi được nói ra. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã ủng hộ, là luôn luôn yêu thương bọn mình, đúng không ạ? Chúng tôi à? Được. Đi ngủ đi. Chúng tôi ăn chiều chưa? Chúng tôi chiều nay ăn gì? À, chúng tôi bây giờ đang cảm thấy rất đói vì chưa ăn gì cả. Ê, định nói câu đó luôn á, không hiểu luôn á. Tức ghê, mà dễ sợ. Nên là chúng tôi là những người sống là tình cảm. Chúng tôi thật sự biết ơn những tình cảm mà mọi người dành cho chúng tôi. Mà gì cũng đâu chứ. Sao ta? Chúng tôi là cua và cá. Ok, chúng tôi là cua và cá, những sinh vật ở dưới biển. Dạ, xí. Hoàn thành tiếp câu này. Tôi ước tôi đã có một ai đó để có thể chia sẻ về chấm. Tôi ước tôi đã có ai đó để mình có thể chia sẻ về khó khăn mà mình chưa bao giờ nói ra. Tôi ước tôi có ai đó để chia sẻ về giới tính của mình. Tôi có ai đó để chia sẻ. Được. Được. Nếu bạn trở thành bạn thân với đối phương của mình, hãy chia sẻ với anh ấy hoặc cô ấy một điều quan trọng nhất mà họ cần biết. Bạn toàn bảo tôi là nhìn tím tím. Tôi chia sẻ với tính thật của tôi là thẳng, tôi là trai thẳng cho mình, thẳng từng ngắn. Ông còn biết gì không? Thực ra là cũng biết nhiều rồi, có những cái điều mà bí mật mà bạn chưa chia sẻ. Bạn nghĩ cái điều gì là bí mật đúng không? Ồ, mình không biết mình có cái gì để bí mật nữa. Người mình cứ là cũng so ra thôi, không biết mình có bí mật gì nữa. Thì... à, cái này chưa biết. Cara có khoảng 6 người yêu cũ. Kiểu vừa mắc cười và tự hào. 6 người yêu cũ. Tôi thì có một rồi. Thật luôn hả? Ừ. Thì thôi rút lại còn 5 nha. 5 thôi. 5 chứ nó chênh lệch nhiều quá cũng kỳ. Còn đối với mình thì thực sự là Cara rất là lầy. Rất là lầy, với cả luôn luôn mà tạo cho đối phương cái không khí vui vẻ. Chia sẻ với đối phương khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của bạn. Đi vệ sinh luôn kéo không? Rồi đó. Thật hả? Ừ. Thì cái gì? Lẹ ra thật hả? Ừ. Kiểu như ai chả khóc. Đang đi đường tự nhiên có một người gọi bạn của họ. Xong rồi mình cũng với thay mình chào. Xong rồi ai ngờ hóa ra là họ đã chào nhau rồi, bắt đầu là người quê đó. Lần cuối bạn khóc trước đông người là lúc nào? Và lần cuối bạn khóc một mình là lúc nào? Lần cuối mà khóc trước đông người là... mình nhớ là lúc đấy là mình còn đang thi đấu chuyên nghiệp. Đó, thì ở trong đội tuyển thì lúc đấy là do bản thân mình đánh không được tốt. Thế là mình bị anh huấn luyện viên mắng. Lúc đấy là mình khóc luôn tại đấy. Lúc đấy là có rất là nhiều người, 6-7 người đấy. Còn lúc mà khóc một mình thì... không nhớ nữa. Con Cara mà khóc lần gần đây nhất mà với đông người chắc là không quay. Nghĩa là ai? Thấy mà. Kêu... sao rồi? Em nhớ, đấy mình nhớ như này. Bớt đi. Còn nếu mà có một mình thì chắc cũng có, nhưng mà đã lâu lắm rồi. Nói với đối phương điều gì đó đã khiến bạn thích ở họ. Nếu mà thích đúng không? Thì hai đứa em sẽ chọn lời. Rất lời. Điều gì với bạn là rất nghiêm túc để bị đem ra được cờ? Mọi người toàn bảo em là cong không à? Nhưng mà em là trai thẳng, em đính chính thêm một lần nữa. Em là trai thẳng. Mình bớt giả gái lại thì người ta sẽ không nói như vậy nữa. Đấy là kèo thôi không? Nhưng mà bạn thích giả gái lắm, đúng không? Không. Bạn thích nên người ta đem ra. Không. Rõ ràng luôn, rất hay dạy gái luôn á. Xong rồi người ta hỏi sao người ta không đem ra chọc. Người ta tưởng thích, người ta nhìn vô người ta tưởng thích. Cái điều mà Cara không thích cái mùi này bây giờ. Mà hình như là tại vì cái này là cái bề ngoài của mình nè. Xong rồi mọi người nhìn thấy mọi người sẽ kiểu bị ngại, mọi người không muốn đùa ấy. Mọi người ngán tôi lắm, kiểu bị ngán á, nhìn không muốn đùa với con bé này luôn. Tôi kiểu sợ bị mặt quá ỏ. Mình là không ai đùa kiểu gì cả. Bạn tập boxing này? Có tập. Thôi thì không được. Ok. Sương thôi. Nếu bạn chết vào buổi tối hôm nay và không có cơ hội để liên lạc với ai, điều gì khiến bạn hối hận vì chưa được nói với ai đó? Tại sao lại chưa nói với họ? Sao hay chết có đắc kiều tử thế sao? Chắc chắn cũng là sẽ là cái điều mà nói với cả mẹ, hoặc là con yêu mẹ nhiều là cái điều đấy thôi. Vậy thì cũng giống Cara cũng vậy thôi. Chưa bao giờ mà kiểu thật sự nghiêm túc mà nói với cả ba cả mẹ luôn là con yêu mẹ cả. Ngôi nhà của bạn nơi chứa mọi thứ bạn có bị cháy, và sau khi cứu những người thân yêu và bạn cứu nuôi, bạn có thời gian để cứu bất cứ một vật dụng nào. Đó sẽ là gì, vì sao? Một cái ảnh kỷ niệm của mình với cả bố. Thì ở trong nhà Cara thì chắc cũng sẽ để đi lấy ảnh của bà. Trong tất cả các thành viên trong gia đình, sự ra đi của ai thì bạn đau khổ nhất, tại sao? Cái này là vừa rồi câu trên là hãy chia sẻ một vấn đề cá nhân và xin lời khuyên từ đối phương, đồng thời hãy hỏi đối phương rằng họ cảm thấy như thế nào về vấn đề của bạn vừa nêu ra. ngường vào cách nào thì nó bật được. Cái này nè. Mốt mình chơi game, mình nhớ thế này nè. Mình ngồi mình chơi hoài nè. Tại vì mình nọng, biết tại sao không? Phải là mình mập đâu, là mình cứ chơi game mình vậy nè, hiểu không? Chơi game cái tầm này không nè, đó. Thì nó tự hình thành cái nọng. Giống như là bây giờ mà bấm điện thoại mà nằm cũng vậy đó, mình nên nhớ nằm nghiêng nha. Nằm nghiêng một bên rồi ta bấm, chứ đừng có nằm thẳng vậy, bấm nghiêng là sẽ nọng. Đó, lúc nào cũng sẽ có nọng thôi. Đó, đúng rồi. Đó, là hai. Thôi vậy, chứ sợ lắm. Nằm tự nhiên họ thấy tự nhiên cái nọng nó đỡ cái cằm mình đó. Nó mỏi, nó nghẹt thở ngay chỗ này là khó chịu lắm. Nên là nhớ nha, đó bấm điện thoại thì nằm nghiêng qua bên. Không chơi game thì ngước lên. Ngước lên thì chơi nè. Đó. Mà sao mà chơi được? Thì nó anh Tú nâng cái màn hình lên, nó anh Tú về kê lên trên nó cái màn hình lên đó, giải quyết vấn đề nha. Chứ còn tôi thấy ông tập miết mà, nên là không sao đâu, không phải do mình. Mà người vẫn gầy mà, ăn nhiều vào. Không nghĩ là người cũng đom á, người cũng đom mà. Nhưng mà còn phải ăn để cho lên cơ nữa. Hàng ngày cho tôi xin cái thực đơn của ông được không? Để tôi đỡ phải nghĩ là hôm nay tôi ăn gì á. Ok, thực đơn tôi thì. Nhưng câu lúc đầu tôi còn đang bảo là tôi thế bây giờ tư vấn cho người ta đi dùm phở bò phở gà. Từ lúc mới biết nhau tới bây giờ nha mọi người, là lúc nào hỏi ra ăn cái gì ăn cũng ăn phở gà, không phở gà cũng phở bò. Không phải, tại vì căn bản là hai cái món đấy không là mới luôn. Hai món đấy là hai món mà từ xưa giờ lúc nào để ăn sáng hay là đi học cũng đều là ăn phở. Phở là cái món dễ ăn nhất. Phở bò, phở gà, ngày nào ra phở bò, phở gà không? Rồi ok, cũng được, cũng được. Hai bạn phải nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 4 phút. 4 phút luôn hả? Lé đó trời, người bị lé đó. Phải nhìn 4 phút bạn, nhìn vậy thôi, không làm gì hết. Chán nó mất luôn. Chán. Hay quá vậy? Đó rồi nha. Công việc của cả hai đứa đều rất là bận bịu. Làm người khá là nhiều mà mỗi người một khung giờ nữa. Đó, cho nên là không khá là khó để nói chuyện với nhau nhiều. Đó, chỉ có gọi là lâu lâu mới gặp được thôi. Đấy. Thì hôm nay thì được đến đây để tham gia chương trình, mình cảm thấy rất là vui. Đó, cảm thấy rất là vui vì cả hai đứa được ngồi đây để chia sẻ những cái điều mà thầm kín hay là những cái điều góc khuất của cuộc sống của mình. Còn đối với Cara thì cộng đồng người ấy là ai và cả chương trình người ấy là ai đều là một cái gì đó rất là đặc biệt với Cara cho đến thời điểm hiện tại. Cho nên là khi được đến với chương trình ngày hôm nay thì Cara rất vui vì một lần nữa chương trình lại tạo cơ hội cho hai đứa hiểu nhau hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. How you like that? Đi vào chỗ trống. Cara và Noway là một mối quan hệ ... chị em phức tạp. Thì cho nó thú vị. Rồi mình chơi trò lắc đầu ra bên phải cái này. Em cho anh con tim, sao anh trao cho em một cú lừa. Hồi trước tôi có ai đó để chia sẻ về giới tính của mình. Tôi có ai đó để chia sẻ. Được. Được. Chia sẻ với đối phương khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của bạn. Đi vệ sinh hơn kéo râu. Đi vệ sinh hơn kéo râu. Rồi đó. Tải ngay VON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VON.